mèo tay công, điêu xé thanh thẳng. Với cái búi sơ dừa này thì 4 triệu. 4 triệu? Ừ. 4 triệu thì 4 triệu, làm cho em đi, em muốn lột xác. Wow, 4 triệu like nó cho mái tóc và make up. Ngày hôm nay là cô nhiều like nhất ở cái tòa soạn này. Cô bé triệu like. Yeah. Sao cô lại make up? Bay hết đúng hạt mè trên mặt rồi còn đâu. Bánh đa mà không có hạt mè thì phải làm sao? Ôi, sai quá sai. Cô quay lại là vì anh ta đây. Tôi sẽ không quan tâm đến bất cứ chuyện gì nữa. Chỉ có tập trung cố gắng làm việc và kiếm tiền, để cho ba tôi khỏi còn lo lắng về tôi nữa. Càng kéo dài thời gian ấy, thì cô sẽ càng bị tổn thương mà thôi. Tôi đã cố gắng dừng lại cả chục, cả trăm lần rồi. Nhưng mà... Thế An Chi không phải bạn thân nhất của cô à? Ba có biết là tôi thương bà lắm không? Hả Linh?